Chào cả nhà Chào cả nha. nhà. Bữa nay mời cả nhà ăn một mâm gỏi cuốn với hai mẹ con mình nha cả nhà. Bữa nay rảnh rỗi nên làm gỏi cuốn ăn nha. Rồi mời cả nhà nha. Ăn ăn luôn ạ. Rồi, mình lựa cuốn nhỏ nhỏ. Mời cả nhà ăn gỏi cuốn. Bữa nay rảnh rỗi, lúc trước con gái mình nó mắc đi làm công nhân á, nó không có tổ chức ăn được gì. Nay rảnh rỗi thì nó làm gỏi cuốn á, để mình ăn trong những lúc mà đang chống dịch, mình phải có cái tinh thần ăn uống khỏe mạnh lên để cho nó vượt qua những cái khổ. Ăn cho có sức đề kháng nè cả nhà. Ăn cho có sức đề kháng là mình vui khỏe lên, mình chống dịch. Bây giờ đại dịch thì cũng khó khăn nhưng mà cũng có những cái này cái kia ăn. Tôi kể cho cả nhà nghe, lúc hồi xưa tôi đi theo các anh chị đi vùng rừng ở chiến tranh khó khăn dữ lắm, đói, có khi tôi đói 3 4 ngày cũng có cơm gạo ăn. Tôi chỉ ăn trái cây với ăn chuối, ăn mít đồ trong vườn mít của dân á. Nhưng mà hôm nay đại dịch cũng khó khăn nhưng mà mình có những cái này cái kia ăn thì mình sẽ là khỏe lên, cố gắng lên để vượt đại dịch, nhưng cả nhà vui lên, phấn chấn lên, không có gì mình lo lắng hết á. Rồi em ăn đi, ngon quá cả nhà ơi, lâu lắm rồi mới được ăn. Cái bánh mì á mình xay luôn cả nhà, nó nhuyễn nhuyễn lắm. Ngon, bánh mì mà có tương nữa không? Không, bánh mì mình xay thơm nữa. Thơm à? Ngon quá. Nhuyễn vậy ngon ha. Nhuyễn mà nó béo béo nữa. Bánh mì xay vậy rất là ngon luôn. Mình đi cũng đừng gian khổ đói khát đủ về mọi mặt hết, nhưng mà mình cũng vẫn sống khỏe mạnh để mà chiến thắng tới ngày nay. Thì hôm nay đại dịch mình cũng ráng như vậy, mình cũng ráng cố gắng vượt qua, mình cũng sẽ chiến thắng đại dịch. Không có ăn cơm ba ngoài luôn hả ngoại? Ăn cái gì? Ăn chuối á, chuối cải hả? chuối chín với là mít chín ở trong rừng á. Này nó bể quá, không cũng ăn có cơm sao chịu nổi. cũng chịu nổi chứ, ăn trái cây ăn này kia rồi cũng vài ngày cũng không sao. Giờ mình ngày nào cũng có ăn ha cả nhà. Giờ Ngày nào cũng có ăn còn la nữa ha. Cũng đừng khó khăn khổ dữ lắm mà còn vượt qua được thì cái đại dịch này đâu có gì mà khó khăn lắm đâu, chỉ mình quyết tâm mà cố gắng lên. Bây giờ cũng có nhà nước đồ chăm lo cho đời sống cho những gia đình khó khăn rồi đó, cũng có, thành ra cũng đỡ, không có cái gì mà bằng hồi chiến tranh hết á. Chiến tranh khó khăn dữ lắm, khổ đói dữ lắm mà nhân dân mình là chiến sĩ bộ đội mình còn vượt qua được thì cái này không có gì mà khó hết á. Giờ chỉ ăn với ngủ thôi cả nhà. Hồi xưa đó được ăn với ngủ. Ăn xong rồi ngủ, ngủ dậy làm đồ ăn tiếp. Thưa bà ngoại đâu có gì ăn, đồ ngoại ăn trái cây không hả? Ăn trái cây, đi ra cái vườn chuối mít của nhân dân á, hái chuối, đặt chuối rồi hái mít rồi về chín cái ăn. Ăn mấy ngày á mới có cơm gạo. Có cơm mà có gì ăn không? Cũng có lúc có, cũng lúc cũng sung sướng nhưng mà có lúc cũng gian khổ. Có lúc cũng đột ngột thì vô thì cũng mua được gạo, mua đồ ăn đồ về.
có khi thì tình hình căng quá thì cũng không có vô ấp được, thì cũng ăn đỡ. Là ở trong rừng đó hả? Ừ. Ở trong rừng luôn, không có đi ra ngoài hả? À, ở trong rừng luôn. Ừ. Khi nào mà ra được thì mua đồ ăn. Ừ. Cũng như mình giờ ha cả nhà, tới ngày đi chợ thì mình mới đi chợ. còn không có đi được thì như lính nó kích trong ấp đồ căng quá thì bộ đội mình có đột vô được thì mình chịu cực, ăn cực. Còn lâu lâu thỉnh thoảng là bộ đội dắt chủ lực miền đồ bộ đội rồi lớn nó về ra là như mấy cơ quan cái dắt đi vô ấp mua này kia đồ thực phẩm rồi về cái ăn uống cũng sung sướng cũng được. Mua làm cũng nhiều vậy hả? Mua nhiều, có lúc cũng gian khổ dữ lắm. Nhưng ủa mà có tủ lạnh đâu bỏ đồ ăn mà. Đâu có tủ lạnh, đâu có mua đồ ăn gì mà để ấy được, đâu có thịt cá gì ăn nhiều đâu. Thế hả? Chỉ muối, chủ yếu là muối bột ngọt rồi nước tương khô vậy đó, đường này kia nọ đâu để ăn. Còn mấy cái đồ ăn tươi cũng như giờ là dân đồ người ta cũng cho mình ăn vô đột áp á cho. Cái thịt gà thịt vịt đồ tự mà ăn ha, đâu cần mua. Heo đồ thịt rừng á ha, bắt ăn quá. Ăn thịt rừng nhiều. Khỉ cả nhà cứ ở cơ quan cái tổ chức bộ phận cho đi vô rừng săn bắn khỉ treo rồi dập rồi ăn dữ lắm á, cái thức ăn trong rừng là ăn dữ lắm. Khỉ đem về cái màn kho ăn cái lấy mấy cái tay mấy cái chân của nó cái khí nè làm sạch xui sạch cái hầm ăn ngon lắm. Mấy cái đó ăn ngon cũng như giờ mình ăn chân gà vậy đó, ngon vậy á. Cũng như chân gà, chân heo cũng giờ ngon lắm. Nhất là chân khỉ, chân vật là ăn ngon nhất. Được cái hồi xưa ăn đồ tươi cả nhà, mà giờ ăn đồ đông lạnh. Tại vì lâu rồi không có ăn á, cũng thẹn. Lâu quá không có ăn. Mắc đi làm riết có ai rảnh đâu làm ăn. Chứ giờ ở nhà không, ở nhà thèm đủ thứ mà đâu có gì đâu ăn. Có gì ăn đó cả nhà ơi. Mình thì còn có rau dường mình ăn cũng đỡ ha. Mày ăn tương nữa hả? Còn có nhà không có trồng được con. Ừ. Cũng phải ăn nhín một chút. Đó rồi ở trong rừng nhiêu năm? Mười mấy năm. Ở mười mấy năm hả? Mười ba năm. Ở mười ba năm. Ừ. Vậy họ đi có hai mấy tuổi hả? Mười mấy tuổi. Mấy tuổi hả? Đi 14, 15 tuổi vậy. Nói chung Việt Nam mình là dân mình là ai cũng tuy nhỏ con nhưng mà rất anh hùng, rất là dũng cảm. Hồi xưa thì chiến tranh cũng đói khổ cũng này kia nọ đâu nhưng cũng vượt qua. Bây giờ đại dịch cũng vậy, cũng đói khổ cũng đủ cách hết nhưng mà mình nhân dân mình cũng rất là quyết tâm ủng hộ nhau, chia sẻ nhau những cái này cái kia đồ thì mình cũng sẽ có ăn đầy đủ, cũng không có thiếu thốn gì nhiều như hồi xưa chiến tranh. Giờ chống dịch vậy là sướng rồi cả nhà. Chống dịch là sướng hơn hồi chiến tranh rồi. Hồi xưa rồi, mà... chống giặc mới khổ cả nhà. Nhưng mà chống giặc cũng vậy, chống dịch cũng vậy, nhà nước mình cũng quyết tâm, cũng chiến thắng thôi. Không có gì mà dân mình phải lo hết á. Cả nhà cứ yên tâm. Cả nhà ơi, hai mẹ con bữa nay thì là ăn nhiều lắm rồi cả nhà ơi.
Bữa nay ăn vậy là ngon lắm. Như bà ngoại kể chuyện hồi xưa cũng khí thế ăn cho nhiều vô nặng chống dịch ra cả nhà. Ăn cho khỏe. Rồi, mình dừng video tại đây nha cả nhà. Cả nhà xem video thấy thích thì cho hai mẹ con mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nha cả nhà. Chào.